Minasan, konnichiwa, Nhật ngữ Hoa Sen xin kính chào tất cả các quý bạn và các vị. Đến với chương trình dạy ngữ pháp sơ cấp của Nhật ngữ Hoa Sen ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào tình huống sau đây. Vì thấy tôi đau đầu cho nên giám đốc nói là Atama ga itai desu kara, shiyoto o shinakute mo ii desu. Vì bạn đau đầu nên không cần làm việc cũng được. Với ngữ pháp về này bỏ y cộng với kute mo i desu, ý nghĩa không cần làm về cũng được, không phải làm về. Cách nói cho phép ở dạng phủ định, biểu thị sự không cần thiết, không làm về cũng được. Mẫu câu này trái ngược với mẫu câu về nakedeba narimasen mà ở bài trước chúng ta đã học. Đến với tình huống này, restaurant de shokuji shimasu kara ryori o tsukuranakute mo ii desu. Vì hôm nay anh sẽ dẫn em đi dùng bữa ở nhà hàng, cho nên không cần phải nấu ăn cũng được. Kyo nichijoubi desu kara hayaku okinakute mo ii desu. Vì hôm nay là chủ nhật, cho nên không cần dậy sớm cũng được. Và đây chính là mẫu câu các bạn thường hay dùng nhất. Netsu ga arimasu kara kyo yasunde mo ii desu ka? Cô ơi, hôm nay bị sốt, em xin nghỉ có được không? Saigo made mite arigatou gozaimashita. Ja ne.